Trung Quốc tặng hơn 100 xe quân sự cho Campuchia. Trung Quốc tặng 107 xe quân sự và các thiết bị khác cho quân cảnh Campuchia nhằm thể hiện tình đoàn kết và hợp tác mạnh mẽ. Lễ tiếp nhận 107 xe quân sự và các thiết bị khác diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân cảnh Phnom Chung Riap Riai ở tỉnh Kham Phong Trang, Campuchia ngày 20 tháng 9. Đại tướng Tea Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, nói số phương tiện và thiết bị quân sự hiện đại sẽ tăng cường hơn nữa sức mạnh cho quân đội nước này. Các sĩ quan phải chú ý huấn luyện cho đơn vị để sử dụng hiệu quả khoản viện trợ quân sự. Nhiệm vụ này không dễ dàng và đơn giản, tướng Tea Banh nói. Số phương tiện và thiết bị quân sự này là khoản tài trợ từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho Campuchia để sử dụng theo nhu cầu của Bộ Quốc phòng Campuchia cũng như thúc đẩy lĩnh vực quốc phòng của chúng tôi. Đại tướng Tea Banh nhận định khoản viện trợ quân sự diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Bộ Quốc phòng Campuchia đang nỗ lực xây dựng quan hệ quân sự với các quốc gia khác. Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, Vương Văn Thiên, trong lễ bàn giao nhận định Trung Quốc và Campuchia là những người anh em tốt, hiểu biết nhau, thông cảm lẫn nhau và là những đối tác tốt, nói ít, làm nhiều. Chúng tôi chân thành hy vọng Campuchia có thể đóng vai trò tích cực và quan trọng hơn trong an ninh khu vực. Ông Vương nói, đồng thời khẳng định quân đội Trung Quốc và quân cảnh Campuchia sẽ tăng cường hợp tác duy trì ổn định trong khu vực và bảo vệ các lợi ích chung. Quân cảnh Campuchia là một quân chủng của lực lượng vũ trang Campuchia trực thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia với quân số khoảng 30.000 người. Quân cảnh Campuchia được triển khai ở tất cả các tỉnh thành, chịu trách nhiệm duy trì trật tự công cộng và an ninh trong nước. Phnom Penh và Bắc Kinh những năm qua đã tăng cường hợp tác quân sự trên nhiều lĩnh vực như huấn luyện, đào tạo nhân sự và duy trì các cuộc trao đổi cấp cao. Campuchia hồi tháng 6 tổ chức lễ động thổ dự án hiện đại hóa căn cứ hải quân Ream với sự giúp đỡ từ Trung Quốc. Ngoại trưởng Pháp hôm qua đã hối thúc Iran chấp thuận bản dự thảo thỏa thuận hạt nhân do Liên minh châu Âu đề xuất, cho rằng hiện không có lời đề nghị nào tốt hơn ngoài văn kiện này. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với nhóm P5+1 năm 2015 đến nay vẫn bế tắc. Phát biểu bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho rằng sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn cho Iran và nước này cần phải đưa ra quyết định đúng đắn. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran đã được tiến hành từ lâu, nhưng Iran vẫn chưa có câu trả lời tích cực về đề xuất này. Do đó, cánh cửa cho cơ hội dường như sắp đóng lại. Cùng ngày, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU về chính sách đối ngoại Joseph Borrell cũng cho biết ông không nhận thấy bất cứ tiến triển nào trong đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và rằng hiện không có giải pháp nào tốt hơn đề xuất mà EU đưa ra hôm 8 tháng 8. Trước đó, cả Iran và Mỹ đều đã đưa ra phản hồi về dự thảo của EU, nhưng lại xuất hiện thêm nhiều ý kiến trái ngược. Iran muốn có một thỏa thuận lâu dài đảm bảo rằng Mỹ sẽ không rút lui một lần nữa. Cũng bên lề khóa họp 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hôm qua Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp song phương. Tại cuộc họp thì hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề và đã đạt được nhất trí về việc tiếp tục thảo luận tìm giải pháp cho việc đền bù lao động thời chiến. Trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng 50 phút, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin đã thảo luận về nhiều nội dung, trong đó có vấn đề lao động thời chiến. Hai ngoại trưởng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và ba bên với Mỹ. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, một trong những nội dung đáng chú ý nhất là khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước bên lề khóa họp 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lại không được hai ngoại trưởng đề cập tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong gần 3 năm qua. Sáng nay, chính phủ Nhật Bản vừa công bố báo cáo cho biết lạm phát ở nước này trong tháng 8 đã lên mức 2,8%, mức cao nhất kể từ năm 2014. Nguyên nhân do giá năng lượng và thực phẩm tiếp tục leo thang, trong khi đồng nội tệ yên suy yếu mạnh so với đồng đô la Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nếu trừ các mặt hàng thực phẩm tươi sống có nhiều biến động, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của Nhật Bản đã có mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2014 và là tháng thứ 5 liên tiếp cao hơn mức mục tiêu 2% do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đưa ra. Điện, khí đốt và xăng dầu tiếp tục là những nhân tố khiến giá cả tăng chóng mặt. Ngoài ra, việc đồng yên lao dốc xuống mức thấp trong nhiều thập kỷ so với đồng đô la Mỹ cũng là nhân tố góp phần khiến chỉ số giá tiêu dùng ở Nhật Bản tăng cao. Nguyên nhân phần lớn do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn đang duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ, đi ngược xu hướng chung hiện nay của hầu hết các ngân hàng trung ương khác. Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu duy trì lạm phát ở mức 2%, cho đây là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Trong báo cáo hàng tháng mới được công bố, Ngân hàng Trung ương Đức nhận định ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế nước này có khả năng rơi vào suy thoái, dẫn đến GDP giảm sâu và kéo dài. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên diện rộng đó là do hạn chế nguồn cung, nhất là nguồn cung năng lượng cho châu Âu do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine. Theo báo cáo, GDP của Đức nhích nhẹ 0,1% trong quý 2 vừa qua, nhưng ngày càng có nhiều chỉ dấu bắt đầu giảm xuống, trong đó có cả các chỉ số về lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vì thế, Ngân hàng Trung ương Đức dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này có thể sẽ giảm nhẹ trong quý 3 trước khi lao dốc trong hai quý tiếp theo. Cũng theo Ngân hàng Trung ương Đức, sự gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga khiến thị trường ngày càng căng thẳng. Mặc dù Đức có thể tránh được nguy cơ phải áp cơ chế phân phối nhiên liệu, nhưng việc thiếu mặt hàng thiết yếu này sẽ khiến nhiều công ty phải hạn chế hoặc tạm dừng sản xuất. Ngoài ra, thiếu nhiên liệu khiến giá cả hầu hết các mặt hàng tăng vọt cũng đã đẩy lạm phát tại Đức lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và dự kiến có thể sẽ lên tới 8,1% trong năm nay và 9,3% trong năm sau. Tại hội nghị thượng đỉnh về chuyển đổi giáo dục toàn cầu diễn ra ở New York của Mỹ ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi thế giới cần hành động ngay trong 5 lĩnh vực ưu tiên để chuyển đổi hiệu quả hệ thống giáo dục toàn cầu và hiện thực hóa tầm nhìn đối với lĩnh vực này trong thế kỷ 21. Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam Nguyễn Kim Sơn cũng tham dự hội nghị. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra đề xuất 5 điểm để các nước thành viên Liên Hợp Quốc xem xét và đưa ra cam kết mạnh mẽ, bao gồm quyền được đi học cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em gái, vai trò và kỹ năng của giáo viên, môi trường học đường an toàn, lành mạnh, phi bạo lực và phi định kiến, phát huy lợi ích của cách mạng số trong giáo dục và đảm bảo tài chính, đoàn kết quốc tế. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới cũng kêu gọi dành tối thiểu 15% nguồn viện trợ phát triển chính thức cho giáo dục và huy động khoản đóng góp 10 tỷ đô la Mỹ cho Quỹ Tài chính Quốc tế cho giáo dục để giúp 700 triệu trẻ em ở các nước nghèo kém phát triển được tới trường. Trong văn bản đóng góp ý kiến gửi hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam Nguyễn Kim Sơn cho rằng trong giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19, giáo dục cần phát huy sứ mệnh để trang bị kiến thức và kỹ năng giúp các thế hệ vượt qua thách thức, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, cần đảm bảo bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục và chất lượng giáo dục, đảm bảo sự hòa nhập và công bằng ở tất cả các cấp học trong giai đoạn tới. Hôm qua, bão Fiona đã tiến vào khu vực quần đảo Caribe gây mưa lớn bao trùm nước Cộng hòa Dominicana sau khi đã gây ra lũ quét trên diện rộng tại Puerto Rico và làm mất điện trên diện rộng. Và đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm một cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền ở khu vực này. Do mưa lớn, nhiều tuyến đường tại Dominicana đã bị ngập lụt, nhiều cây cối cột điện đổ gây cản trở giao thông. Hiện đã có một nửa trong số 32 tỉnh tại nước này đã phải ban bố cảnh báo đỏ do bão và khoảng 800 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trước đó, bão Fiona cũng đã càn quét Puerto Rico khi trút xuống một lượng mưa kỷ lục, có nơi lên tới 760mm, gây lở đất, cô lập nhiều tuyến đường và hạ gục nhiều cây cối cầu đường. Hiện phần lớn quốc đảo có 3 triệu dân này vẫn trong tình trạng bị mất điện và hàng trăm nghìn người không có nước sinh hoạt. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Fiona có sức gió vùng gần tâm bão lên tới 150 km/h, dự kiến sẽ mạnh lên cấp 3 trong thang bão gồm 5 cấp. Dự báo sau khi tiến sát quần đảo Turks and Caicos vào cuối ngày 19 tháng 9 hoặc sáng 20 tháng 9, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc trong các ngày tiếp theo và gây ảnh hưởng đến khu vực Bermuda trong quá trình hướng ra biển. Sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ hội Mỹ Latin thường niên lần thứ 9 đã chính thức quay trở lại với thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Lễ hội do chính quyền địa phương phối hợp với đại sứ quán của 11 nước khu vực Mỹ Latin tổ chức nhằm quảng bá văn hóa Mỹ Latin. Mặc dù chỉ diễn ra trong nửa ngày và vào thời điểm nắng gắt nhất, song lễ hội Mỹ Latin với nhiều hoạt động hấp dẫn đã thu hút đông đảo người dân xứ sở kim chi cũng như người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Seoul. Có rất nhiều người đến đây, mọi người đã trở lại và thật vui khi thấy ai ai cũng vui vẻ. Người dân Hàn Quốc và người ngoại quốc cùng hòa chung trong không khí lễ hội. Đây thực sự là cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho những người ngoại quốc chúng tôi. Những giai điệu Mỹ Latin đầy lôi cuốn đã tạo nên sức hút khó cưỡng của một trong những lễ hội sôi động nhất trong năm. Không khó để bắt gặp những cặp đôi say sưa trong những bước nhảy cuồng nhiệt. Ngoài ra, người tham gia lễ hội còn được xem màn trình diễn các điệu nhảy Latin nổi tiếng, học một số điệu nhảy sôi động như tango, zumba, học môn võ thuật capoeira của Brazil,
thưởng thức các món ăn đặc trưng, trải nghiệm cảm giác khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người Mỹ Latin, hay tự thưởng cho mình những món đồ thủ công được bày bán rất bắt mắt trong 22 gian hàng trưng bày tại lễ hội.